giờ đến hết 31 tháng 1 thì bình sữa sẽ sale núm ti chính hãng. Người ta cứ đồn là bán bình sữa thì lời lắm. Thế nhưng mà nhà em thì bán bình cho các mẹ chọn size núm và lại nằm ở đây này. Toàn bộ núm ti xả kho sẽ là núm ti mới chính hãng và tháo ra từ bình. Núm ti số 2 của Hegen về giá chỉ 99k. Núm ti size S của UB về giá chỉ 65k. Núm số 3 của Aven về giá chỉ 60k và núm số 1 của Tovi về giá chỉ 59k. Mà bốn loại núm ti nhà em xả kho thì có hỗ trợ đục thêm núm ti cho bố mẹ. Ví dụ như núm ti số 2 của Hegen dành cho bé từ 3 đến 6 tháng. Tuy nhiên thì nhà em có hỗ trợ đục thêm 1 lỗ, 2 lỗ hoặc 3 lỗ để các bé lớn hơn từ 6 tháng đổ lên các mẹ vẫn có thể dùng được, mà mình lại mua được núm ti chính hãng giá rẻ. Núm ti xả kho thì số lượng có hạn và kết thúc vào ngày 31 tháng 1. Bố mẹ muốn săn sale giá tốt thì bấm ngay vào giỏ hàng nhé.